Nhưng mến chào lại tất cả các anh chị em nha. Hôm nay là ngày 15 tháng 12 năm 2021, chúng ta chuẩn bị tiễn đưa năm cũ. Trời ơi, An Nhiên mong cho ngày tháng trôi nhanh để mà năm 2022 đến, để cho mọi điều mới mẻ sẽ đến với nhân loại. Lâu lắm rồi An Nhiên livestream để mà báo cáo các đồng chí, các anh chị em là An Nhiên đã sức khỏe đã bình phục, hoàn toàn bình phục, và cho đến ngày hôm nay thì cũng nhờ phước đức của ba mẹ để lại, cho nên là mình mọi bệnh tật đã tiêu tan và An Nhiên vẫn là An Nhiên, trở lại với một khí chất càng mạnh mẽ hơn. Thì các anh chị cũng mới nghe bài hát Tiến quân ca của Việt Nam mình. Thì vừa qua trận bóng đá mà Việt Nam mình không có được mở bài hát này, bài hát chào cờ của Việt Nam, thì đó cũng là một trong những điều đáng tiếc. Thì bởi vậy hôm nay livestream của An Nhiên mở bài hát này, nhưng coi thử là có bị vi phạm bản quyền hay không. Nếu có thì Facebook sẽ chặn, không cho Nhiên kết nối cái like này. Và khi mà Nhiên vào trang YouTube để mà nghe bài hát này, do các bạn thanh niên thế hệ trẻ hát, trong đó có các em bé hát, thì nhìn rất là đẹp các anh chị. Họ mặc những chiếc áo cờ đỏ sao vàng và những bộ áo dài có màu đỏ, có ngôi sao vàng của nước Việt Nam mình. Thì Nhiên vào trong cái trang bài hát đó, Nhiên đọc những cái dòng comment thì thật là tự hào các anh chị. Có rất là nhiều người nước ngoài, người ta vào, người ta comment và người ta có nghe bài hát này, người ta viết bằng cái biểu cảm tiếng Anh của họ, rồi họ nói là họ rất là thích đất nước Việt Nam mình và họ mong là một ngày nào đó sẽ có cơ hội để viếng thăm đất nước Việt Nam mình. Thì để Nhiên chia sẻ cho các anh chị thấy những người nước ngoài họ bình luận về bài hát Tiến quân ca của nước Việt Nam mình như thế nào nha. Đây là một người có cái tên là Cinnamon World, để Nhiên chia sẻ ha, để mình thấy được, mình tự hào bài hát của chúng ta được các người những người bạn nước ngoài quan tâm như thế nào nha. Người này thì từ Germany, là từ nước Đức đó các anh chị. Nhiên coi thử là có đủ ánh sáng để coi comment này không ta. À, đủ đây. À, đây là Nhiên chia sẻ luôn ha, có rất là nhiều người nước ngoài, người nước ngoài họ vào, họ nghe bài hát Tiến quân ca và họ cảm thấy họ rất là thích. Một người này ghi ghi là họ ước gì họ được nói được cái tiếng Việt Nam đó, và họ sẽ thỉnh thoảng họ sẽ có cái thời gian nào đó họ sẽ visit, có nghĩa họ sẽ đến thăm viếng nước Việt Nam mình. Họ yêu chuộng nước Việt Nam mình. Người này thì đến từ nước Đức, và họ thấy được là nước Việt Nam mình như thế nào và họ rất thích bài hát này. Rồi có những cái câu comment của nhiều người khác nữa. Hồi lúc trưa này Nhiên có đọc, và Nhiên đây là một người này nữa, một người nước ngoài này nữa là các anh chị, tên của họ là Mahamudun Nobiruport gì đó. Thì họ nói là họ từ Bangladesh và họ rất là thích cái đất nước Việt Nam mình luôn. Các anh chị thấy không, sau cái chiến tranh Việt Nam mình thì có rất là nhiều người nước ngoài họ hướng về được đất nước Việt Nam mình như thế nào, và họ vào họ nghe bài hát Tiến quân ca của chúng ta như thế nào. Còn rất là nhiều cái dòng comment của những người nước ngoài nữa. An Nhiên thấy trong này có tới 3.600, hơn 3.000 cái dòng comment, và trong này thật là bất ngờ. Thì khi mà Nhiên thấy
Có nhiều người nước ngoài vào nghe. Đây là một người từ nước Pháp nữa nè các anh chị, có tên là Rio Kuchen, I love Vietnamese, và người ta là từ friend là từ nước Pháp. Các anh chị thấy không? Rất là nhiều người nước ngoài họ thích nghe bài hát Tiến quân ca, một bài hát rất là hào hùng của nước Việt Nam mình. Và đây là một trong những bài hát đã được làm là quốc ca của nước Việt Nam. Thì là một người con dân nước Việt Nam mình, khi mà thấy được những người nước ngoài quan tâm tới bài quốc ca của nước Việt Nam mình thì tất nhiên là chúng ta rất là tự hào, đúng không các anh chị em? Và còn rất là nhiều comment của người nước ngoài khác nữa như chia sẻ đây để cho chúng ta thấy được là tinh thần của quân dân Việt Nam mình sau chiến tranh, và chúng ta đã phấn đấu như thế nào, chúng ta đã thể hiện cho các bạn láng giềng thấy, và cũng như tất cả các nước trên thế giới nhìn vào nước Việt Nam mình thay đổi như thế nào, và chúng ta thân thiện, chúng ta đem đến cho họ những cái sự ấm áp yêu thương như thế nào, cho nên là họ đến với chúng ta và họ hướng về nước Việt Nam mình, và họ mong là họ sẽ có thời gian sẽ đến thăm viếng nước Việt Nam mình, một đất nước hiền hòa, một đất nước mà yêu chuộng hòa bình, một đất nước mà con người luôn luôn có cái sự suy nghĩ giản dị, tinh thần tương thân tương ái như thế nào. Các anh chị thấy đó, thì qua đây Nhiên Nhiên chia sẻ những cái dòng comment của những người nước ngoài hướng đến bài quốc ca Việt Nam của chúng ta, với cái ý nghĩa là chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta phải luôn luôn bảo vệ đất nước mình, bảo vệ cái sự tự do, cái sự thống nhất mà cha ông của chúng ta đã đổ máu, bao nhiêu xương máu để giành lại cho chúng ta có được cái hòa bình ngày hôm nay. Hòa bình ngày hôm nay không phải dễ các anh chị em à. Thì đâu đó những người trong trong cái cuộc sống này họ là người Việt Nam, nhưng mà họ đã bị mất gốc Việt, và họ là những con người đem cái lòng thù hận, vì vậy họ đã làm đánh mất tương lai của rất là nhiều người. Thì ngày hôm qua là bản án mà dành cho Phạm Thị Đoan Trang với mức án 9 năm tù rồi vì tội chống phá đất nước Việt Nam mình. Thì nói sơ một chút về nhân vật Phạm Thị Đoan Trang, cùng giống như những người dân chủ cuội khác, và mà bao bao năm qua chúng ta đã chứng kiến ở trên mặt trận mạng xã hội như như thế này, thì các anh chị em thấy giống như là những nhà dân chủ cuội Nguyễn Ngọc Như Quỳnh rồi phải không ta, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đúng không các anh chị, tự nhiên nhiên quên mất, rồi Điếu Cày, rồi là Nguyễn Văn Đài, rồi cái gì Hồng gì đó quên rồi đó, rồi và ngày hôm qua là Phạm Thị Đoan Trang nhận cái bản án như vậy. Thì các anh chị thấy không, những cái tội ác của những người mà gieo cái sự thù hận với đất nước Việt Nam mình trong khi họ vẫn đang nói tiếng Việt đó các anh chị, thì họ đã làm mất đi tương lai bao nhiêu người cũng gọi là nhân tài do nước Việt Nam mình đào tạo ra, vì một chút lòng tham nào đó, họ không biết gì về cuộc sống ở nước Mỹ như thế nào, họ chỉ thấy được qua cái sự mường tượng, họ chỉ thấy được qua cái sự mị dân của những người chống cộng, những người mà làm những cái việc sai với đất nước Việt Nam mình đó, thì họ chỉ thấy được một góc khuất nào đó của nước Mỹ, của những nước tư bản thôi. Họ không thấy được những cái sự bóc lột tinh vi thuế và những cái điều mà khó khăn khác khi sống tại đất nước Mỹ, cho nên là họ chỉ thấy được những cái thiên đường màu hồng ảo do những người chống cộng vẽ ra, vì thế mà tương lai của họ bị nhạt nhòa bởi những cái thiên đường mà gọi là không làm cũng có ăn đó các anh chị. Thì An Nhiên thật là đáng tiếc cho những người đã học thành tài giống như Phạm Thị Đoan Trang, hay là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hay là luật sư Bùi Kim Thành, rồi luật sư Nguyễn Văn Đài. Những người đó được ăn học đàng hoàng 12 năm dưới mái trường
xã hội chủ nghĩa và khổ luyện bao nhiêu năm để mà lấy được cái bằng đại học. Thì đây là một trong cái sự đáng tiếc mất đi những nhân tài này của đất nước Việt Nam mình. Thì các anh chị nhìn thấy đó, số phận của những người đấu tranh được đi qua nước ngoài theo cái nguyện vọng của họ, họ như thế nào? Ngày hôm nay Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sống cuộc sống như thế nào tại nước Mỹ? Lê Thị Nghe sống cuộc sống như thế nào tại nước Mỹ các anh chị em? Họ phải vật vã trên cái cuộc sống mưu sinh của họ, không có giấy tờ, không có đầy đủ giấy tờ, không có quyền công dân tại Mỹ. Thì họ không thể nào làm với mức lương tương xứng với những người có đầy đủ giấy tờ ở tại nước Mỹ được. Đúng không các anh chị em? Anh Nhiên mến chào lại các anh chị em mới vào nha. Thì ngày hôm nay Lê Thị Nghe là một nhà đấu tranh dân chủ cùi được đi qua Mỹ vào năm 2018 cùng thời điểm của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Thì trạng thái mà Lê Thị Nghe viết mới nhất ở trên tường Facebook của bà ta là cái gì? Là qua Mỹ không có social, không có số an sinh xã hội, không có giấy tờ, không được đi làm, không cứ cứ trông chờ vào những cái điều mà ngày xưa bánh vẽ vẽ ra. Thì bây giờ Lê Thị Nghe nhận cái kết như thế nào các anh chị em? Cái đắng nó không thể nào mà đắng hơn được. Ở nước Mỹ đi làm nhiều hơn là ở Việt Nam, đúng không? Bạn không có nhà, bạn ở nhà thuê, bạn cũng phải trả hết cả một tuần lương do cái công sức lao động bạn làm ra. Cho dù bạn mua căn được căn nhà, bạn trả đứt căn nhà, bạn cũng phải trả hết một tuần lương để mà đóng thuế cho cái căn nhà của bạn. Thì ở nước Mỹ các bạn cũng phải làm, ở Việt Nam các bạn cũng phải làm. Nhưng ở Việt Nam nếu như bạn mua một căn nhà rồi, bạn trả đứt rồi, thì bạn không cần lo cái khoản tiền đóng thuế nhiều giống như ở Mỹ. Bạn chỉ cần đi làm công một ngày thôi là bạn vẫn có thể trả được cái tiền thuế đất của Việt Nam mình cho một năm. Nhưng ở Mỹ bạn mua đứt căn nhà rồi, bạn vẫn phải đi làm, mỗi tháng bạn phải trích ra một tuần lương để trả tiền thuế đất suốt cả cuộc đời bạn luôn. Vậy thì cái sự công bằng nằm ở đâu các anh chị em? Cho nên Nhiên kêu gọi các nhà dân chủ cùi khác, các nhà dân chủ mà đang lấy một cái thương hiệu là đấu tranh dân chủ cho nước Việt Nam mình đó, các bạn, các cô chú anh chị hãy nhìn vào thực tế. Để các anh chị em vẫn còn ở Việt Nam thì chúng ta còn cơ hội quay đầu lại. Nhưng một khi bản án đã tuyên và có cái sự nhúng tay của những người gọi là đấu tranh cho nhân quyền đó, rồi các bạn sẽ được đi theo cái nguyện vọng của các bạn là qua tới cái xứ thiên đường mà các bạn mong muốn. Và các bạn hãy nhìn lại những người đồng đội của các bạn. Những người đồng đội của các bạn là ai? Là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, là Điếu Cày, là bà Bùi Kim Thành, là Lê Thị Nghe, đó là Lê Văn Sơn, là Nguyễn Văn Đài. Các bạn nhìn vào tương lai của những người đó đi. An Nhiên mong các bạn hãy nhìn lại đó và có một cái gì đó chạnh lòng với những gì mà các bạn đã làm sai trái với đất nước Việt Nam mình. Các bạn đang có tương lai đó, các bạn đang ở Việt Nam, các bạn có rất là nhiều cơ hội để mà đứng lên lại, để làm lại từ đầu trước khi mọi việc muộn. Muộn là như thế nào? Một khi các bạn đã qua tới bên này rồi thì mọi công sức học tập của các bạn sẽ đổ xuống sông xuống biển hết. Các bạn giống như một trong những người mà không có ăn học. Tại vì sao An Nhiên nói như vậy? An Nhiên nói như vậy là có lý do cả. Là bởi vì các bạn qua đây, các bạn không biết tiếng, các bạn không biết tập tục của nước người ta như thế nào. Các bạn phải học lại từ đầu để các bạn hòa nhập. Đây là lần thứ N An Nhiên chia sẻ trên mạng xã hội rồi. Và có thể là các bạn nghe các bạn có vẻ nhàm chán,
Ôi sao cái bạn An Nhiên này lên trên mạng nói đi nói lại những cái chi tiết này hoài. Vì sao An Nhiên cứ lặp đi lặp lại hoài? Tại vì An Nhiên muốn, An Nhiên tin là sẽ có người mới vào nghe và họ sẽ lấy đó làm kinh nghiệm cho cái cuộc đời của họ. An Nhiên muốn lan tỏa tất cả cái sự thật mà An Nhiên đang sống tại nước Mỹ. An Nhiên muốn chia sẻ, An Nhiên muốn cứu lấy cái tương lai của các bạn trẻ, cái tương lai của những người lớn tuổi hơn Nhiên đang ở Việt Nam được ăn học, được thành tài, được đi ra ngoài xã hội công nhận là người đó có ăn có học. An Nhiên không muốn những người đó bị mất đi tương lai của họ vì một chút lòng tham, mà cái sự tham lam của họ nếu như nói ra thì là đáng thương hơn là đáng ghét các anh chị. Tại vì sao? Tại vì họ không biết được là cái góc khuất của nước tư bản như thế nào. Họ chỉ thấy được qua cái lời mị dân của những người chống phá bên này mà thôi. Cho nên họ là những nạn nhân các anh chị em à. Chúng ta biết là chúng ta cũng thấy họ, chúng ta giận dữ lắm. Nhưng với An Nhiên thì khi họ còn ở Việt Nam thì An Nhiên muốn họ nhìn nhận vấn đề thực tế hơn, muốn họ có con đường quay trở lại trước khi quá trễ. Đúng không các anh chị em? Đó. Cho nên là các anh chị em đừng có nghĩ là vì sao cái bạn An Nhiên này tham gia mạng xã hội, bạn cứ nói xấu nước Mỹ. Nhưng mà An Nhiên khẳng định An Nhiên không nói xấu nước Mỹ. An Nhiên lúc nào cũng làm hoàn thành tốt một người công dân dù sống ở bất kỳ đất nước nào. Ngày xưa An Nhiên sống ở Việt Nam, An Nhiên cũng chưa bao giờ mà làm những cái việc mà sai trái. Thì khi An Nhiên sống tại nước tư bản, An Nhiên cũng vậy, là một người dân bình thường, lao động chân chính, đóng thuế và tuân thủ theo luật pháp của nước sở tại. Thì các bạn đang ở tại nước Việt Nam, các bạn biết luật pháp Việt Nam như thế nào, thì các bạn hãy sống sao cho đúng là một công dân của nước Việt Nam mình. Hãy sống sao cho xứng đáng với bao nhiêu cái sự xương máu đổ xuống của cha ông mình giành lấy cái nền độc lập tự do cho mình. An Nhiên mong là các bạn hãy sống sao cho xứng với công sức của cha mẹ sanh mình ra, nuôi mình ăn học. Những bậc cha mẹ sanh ta ra, nuôi ta ăn học, chỉ muốn ta trở thành một con người có cái tâm tốt, muốn ta trở thành một con người có hữu ích cho xã hội. Vậy thì các bạn hà cớ gì nghĩ tới những cái sự vượt quá cái tầm tay của mình như vậy? Các bạn thấy gì về nước Mỹ mà các bạn nói tốt về nước Mỹ? Rồi, bạn Hoàng Nguyễn nói như vậy, vậy thì những người mà hoạt động cho nhân quyền Việt Nam ngày nay họ sống như thế nào tại nước Mỹ? Hả? Nói cho tôi nghe coi. Rồi những người những nhà mà đấu tranh dân chủ cho Việt Nam mình đó, cái kết quả là họ đấu tranh cho ai? Cho chính cá nhân của họ chứ đâu phải cho Việt Nam đâu. Hả? Các bạn ở Việt Nam, các bạn nói là Việt Nam không có nhân quyền, Việt Nam không có tự do ngôn luận. Nhưng mà tôi thấy các bạn đang gõ phím, các bạn nói được những câu nói này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ quyền tự do ngôn luận của các bạn đó. Và chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ các bạn đang có nhân quyền. Đúng không? Các bạn đang có nhân quyền. Các bạn được dùng điện thoại, các bạn được nói tất cả mọi thứ, các bạn nói các bạn không được nói là không là như thế nào? Hả? Rồi con nấm nó có đang đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam chưa? Hay là nó qua đây nó phải sống cái cuộc sống lây lất ở nơi xứ người? Rồi bà Bùi Kim Thành có đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam được chưa? Bản thân bà đấu tranh cho bà còn không được nữa, huống hồ chi là đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam. Qua bên này nói sai một tí xíu
là bị những người bên này khóa mỏ. Các bạn thấy họ đấu tranh cho chính bản thân họ còn không được nữa, huống hồ chi mà là đấu tranh cho cả đất nước Việt Nam hả? Các bạn ở Việt Nam, các bạn đi uống cà phê, các bạn nói chuyện, các bạn chém gió lung tung, các bạn nói các bạn không có tự do ngôn luận hả? Các bạn đi vô những quán cà phê, các bạn coi đi, bao nhiêu người nói chuyện hả hê như thế nào, cái đó không phải là tự do ngôn luận sao? Nhân quyền Việt Nam, các bạn nói ở Việt Nam không có nhân quyền, vậy thì ở Mỹ có nhân quyền như thế nào, bạn giải thích cho tôi nghe. Bạn có biết nhân quyền tại Mỹ là như thế nào không? Hả bạn Hoàng Nguyễn? Bạn nói đó là việc ai cũng thấy hả? Rồi con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nó qua đây nó đấu tranh như thế nào? Kể tôi nghe xem. Số phận của gia đình nó như thế nào? Đúng không? Nó không thích ông Trump. Nó nói nó không thích ông Trump. Rồi cộng đồng bên này tẩy chay nó như thế nào? Đúng không? Nhân quyền của nó không có, tự do ngôn luận không có, bản thân của nó qua bên này nó đấu tranh cho bản thân nó còn không có nữa, huống hồ gì là cho cả đất nước Việt Nam. Nó qua đây nó đấu tranh cái gì, kể tôi nghe xem. Bạn ở đâu mà bạn phát ngôn giống vậy? Nếu như bạn ở Việt Nam mà bạn ghi những cái dòng chữ này là bạn đang có nhân quyền đó, đúng không? Nếu như bạn ở Việt Nam mà bạn ghi được những cái này mà bạn được sử dụng mạng xã hội là bạn đang được tự do ngôn luận, bạn đang có nhân quyền đó. Vậy thì nhân quyền Việt Nam đâu cần ai đấu tranh. Bạn sanh ra bạn nói tiếng người là bạn đã có nhân quyền rồi. Bạn đã có quyền công dân rồi. Đúng không? Bạn than vãn điều gì? Một con người bạn muốn làm cho công ty thì bạn phải mài dũa kinh sử, đó là điều hiển nhiên, đúng không? Bạn bạn đi làm, bạn muốn có tiền thì bạn phải đổ mồ hôi ra bạn mới có tiền chứ, đâu phải là bạn ngồi một chỗ bạn kêu gào rồi bạn bắt chính phủ Việt Nam cho bạn tiền ở đâu ra. Trong khi một em bé nhỏ 3 tuổi đi bán vé số kiếm tiền, nó 3 tuổi nó còn biết kiếm tiền. Bạn lớn dần dần như vậy mà bạn đòi hã miệng chờ xung đột hay sao? Đúng không? Hả? Rồi bạn nói tôi nghe, bạn đang ở Cali à? Hoàng Nghĩa đang đang ở Cali, vậy thì bây giờ tôi cá bạn. Bạn nói là bạn có được tự do ngôn luận đúng không? Tôi cá bạn bước vào Phước Lộc Thọ. Bạn ca ngợi gia đình bạn ở Việt Nam sống cái cuộc sống như thế nào đi. Tôi cá bạn đó, những người ở trong đó không vả vào mồm bạn, tôi là con bạn ngay. Đúng không? Bạn ở Cali đúng không Hoàng Nguyễn? Tôi chỉ ví dụ một chi tiết rất là dễ hiểu và rất là nhỏ thôi. Bây giờ bạn nói bạn đang có tự do ngôn luận. Ở Mỹ có tự do ngôn luận. Nếu tự do ngôn luận vậy thì bạn có dám nói là bạn thích Việt Nam hay không? Đúng không? Vậy thì ở ngay chỗ làm của bạn, bạn có dám nói với người khách của bạn là bạn thích đảng Dân Chủ hay là bạn thích đảng Cộng Hòa hay không? Tất nhiên là bạn sẽ sợ mất lòng người người khách của bạn rồi. Bạn sẽ không dám nói điều đó. Tôi nói thực tế đúng không? Vậy thì ở Mỹ tự do ngôn luận ở điểm nào? Nói tôi nghe xem. Nếu như bạn trả lời được câu này thì tôi khen bạn đó. Và nếu như bạn trả lời được, bạn phải làm thực tế nữa. Đúng không? Đó, vậy thì tự do ngôn luận ở đâu? Bạn ghi họ là Việt Nam Cộng Hòa, họ không thích Cộng sản. Ủa, vậy thì bạn đang sống tại đất nước tự do, bạn có thể quyền thích bất kỳ điều gì mà, đúng không? Bạn nói bạn ở ở tại đất nước tự do, bạn muốn nói cái gì bạn nói, bạn có tự do ngôn luận mà có tự do nhân quyền. Vậy thì bây giờ bạn không dám nói điều đó, vậy thì nhân quyền của bạn nằm ở đâu, đúng không? Đó là một điển hình đó các anh chị. Các anh chị đọc cái dòng comment của Hoàng Nguyễn, các bạn sẽ thấy tự do ngôn luận ở nước Mỹ là một lý thuyết, đúng không? Quyền
Tự do nhân quyền ở nước Mỹ cũng chỉ là lý thuyết, nó không có thực hành. Thực hành sai thì các bạn sẽ chịu lấy những cái hậu quả. Hậu quả như thế nào? Là bọn họ tẩy chay các bạn, bọn họ bỏ ra, bọn họ quyên góp nguyên một cái hội nhóm của bọn họ, của những kẻ chống cộng cực đoan tại Cali, nó sẽ quyên góp tiền vài 300 đô cho những đứa hút chích, cho những đứa thất nghiệp, để làm gì? Để làm tổn hại tới bạn nếu như bạn trái chính kiến với họ. Vậy thì bạn có tự do ngôn luận hay không hả? Ở tại nước tự do đó, tại nước Mỹ đó, Hoàng Nguyễn có tự do ngôn luận hay không? Bạn bạn nói thực tế cho tôi nghe xem, bạn có tự do ngôn luận chưa? Em chào anh Việt Price. Đó, anh Việt Rai phản biện giùm em. Cái bạn Hoàng Hoàng Nguyễn ở Cali đó nói là những đứa đấu tranh dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam qua bến Mỹ, qua bên Mỹ cũng sẽ đấu tranh nhân dân quyền cho Việt Nam gì đó. An Nhiên chỉ nói bạn đó một cái chi tiết, một một cái thực tế rất là dễ hiểu thôi. An Nhiên mời bạn đó đi ra Phước Lộc Thọ. Đó, chỉ là nói cái chính kiến của bạn đó, dạ, ví dụ thôi, đúng không? Nói là ở Việt Nam đồ ăn rất là ngon rồi hả, về Việt Nam rất là yên bình như thế này thế kia thôi, đúng không? Mà còn nói không được, còn không dám nói nữa. Vậy thì kêu là các bạn xúi những người ở Việt Nam, các bạn nói là ở Việt Nam không có nhân quyền, không có tự do ngôn luận, các bạn đang sống tại Mỹ các bạn còn không có nữa, thì các bạn nói như thế nào đây? Các bạn đang xúi trẻ con ăn cướp gà à, đúng không? Đó, các anh chị em vào nhìn đi, nhân vật Hoàng Nguyễn nè cũng là chắc là nằm trong những nhân vật mà a vua a tòng theo cái bọn chống cộng đây đó, đi vô trong trong các livestream, trong các diễn đàn để mà lôi kéo những thành phần mà biến làm đây đó. Bây giờ tự tự nhân vật này thể hiện cái sự hèn nhát của mình tại nước Mỹ rồi đó. Vậy thì tự do ngôn luận có không? Tôi đưa ra một cái ví dụ rất là dễ hiểu, một cái điển hình rất là dễ hiểu, đúng không các anh chị em? Đó, để anh Nhiên pin pin cái dòng này lên, pin cái comment của bạn này lên cho các anh chị coi đó. Đó, anh Nhiên chỉ đưa ra một cái rất là thực tế đối với cái bạn Hoàng Nguyễn đang sống tại Cali nè. Anh chị thấy đó. Hãy nhìn vào cái thực tế này mà thấy được là mình đang sống ở Việt Nam, một đất nước như thế nào. Tự do nhân quyền, tự do ngôn luận, các bạn nói tất cả đủ đủ kiểu con đà điểu luôn. Các bạn được nói, các bạn vào quán cà phê, các bạn chém gió, các bạn sống rất là tự do. Nhưng mà các bạn lại cho là các bạn không có nhân quyền. Rồi các bạn đi đấu tranh, các bạn làm những cái việc sai trái. Các bạn xúi dân đi làm những cái việc sai trái hả? Thôi đi, bạn đừng có ngụy biện cái sự ngu si của bạn ở đây nữa. Hoàng Nguyễn, bạn đừng có ngụy biện cái sự ngu si của bạn ở đây, cái sự hèn nhát của bạn ở đây nữa. Bạn nói tự do ngôn luận khác với ngu hả? Bạn đang ngu đó, đúng không? Tại vì bạn không hiểu tự do ngôn luận là gì, đúng không? Rồi, tại vì bạn á hèn nhát đấu tranh cho chính bản thân của bạn, người thân của bạn ở Việt Nam, bạn không dám nói lên những cái điều đó, bạn sợ. Ủa, bạn đang sống tại nước tự do mà bạn nói ở nước Mỹ có luật pháp mà. Ủa, vậy thì bạn bạn đi ra ngoài Phước Lộc Thọ, bạn nói là bạn bạn khen Việt Nam vài câu như vậy rồi bạn sẽ bị những người đó, những người chống cộng, những người Việt Nam Cộng Hòa sẽ làm những cái việc sai đối với những người mà nói lên chính kiến như vậy. Vậy thì đâu có tự do ngôn luận, đúng không? Vậy thì bạn đang ngu si đần độn để bênh những cái điều mà sai trái đó. Tôi nói bạn như vậy thì đâu có an cho bạn đâu. Các bạn đang bị dân, các bạn đang cố lân la vào các diễn đàn để các bạn mị dân, các bạn lôi kéo và các bạn gây tội ác cho dân Việt Nam.
Vì sao tôi nói những thành phần giống như bạn là đang gây gây tội ác cho dân Việt Nam? Tại vì bạn nói sai trái. Bạn nói ở Mỹ, qua Mỹ sẽ được tự do ngôn luận. Rồi những người có ăn học tại Việt Nam giống như con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và con Phạm Thị Đoan Trang đó. Rồi nó đấu tranh tất cả mọi thứ, nó bỏ cái tuổi thanh xuân của nó chịu để cho người dân Việt Nam coi nó như tội đồ đó, rồi rồi nó đấu tranh, nó sủ thuê cho các bạn, rồi nó đi qua, nó được đi qua bên Mỹ, rồi cuối cùng nó nghĩ là nó được tự do ngôn luận. Đến khi nó đi ra ngoài cái khu Phước Lộc Thọ của các bạn ở đi, rồi nó tự nhiên nó nói nó không thích đảng này, nó không thích đảng kia. Nó thấy nó, ví dụ như nó thấy ông Trump như vậy nó không thích, hoặc là nó thấy ông Joe Biden như vậy nó không thích, nó nói. Rồi các bạn nằm ở cái trường phái khác với lại cái đảng của nó thích, các bạn chửi nó à, các bạn sẽ nói nó là bưng bô, các bạn sẽ nói nó là ăn ăn cơm quốc gia thờ ma này nọ nữa à. Vậy thì nó có tự do ngôn luận hay không, đúng không? Cảm ơn bạn vào đây cho tôi một nhân vật điển hình để mà tôi đem đến tiếng nói của tôi cho người dân của tôi mạnh mẽ hơn nữa, đúng không? Đó, tự do ngôn luận ở đâu? Vậy thì bạn đang ngụy biện cho cái hèn nhát, cho cái ngu si đần độn của bạn. Các anh chị vào đây, các anh chị coi nhân vật Hoàng Nguyễn đó, tự nói rồi tự khai ra những cái gì gọi là tự do ngôn luận ở bên nước Mỹ. Đó, thực tế cho thấy như thế nào, ở Mỹ không có tự do ngôn luận. Các bạn nói cái gì các bạn cũng phải uốn lưỡi 7 lần, và các bạn phải coi cái nồi cơm của bạn trước khi bạn phát ngôn. Vậy thì các bạn đang đang xúi trẻ con ăn cứt gà hả? Hả? Các bạn xúi những người có ăn có học tại Việt Nam, các bạn vẽ cho họ thiên đường ảo, những cái bánh vẽ ảo để các bạn hại cả tương lai cuộc đời của người ta. Các bạn còn không thấy tội ác của các bạn nữa à? Mị dân rồi đem ra tội ác, gây ra phá hoại bao nhiêu tương lai của những người thế hệ trẻ, những người lớn tuổi, những người gây dựng sự nghiệp của họ. Cho đến khi họ 40-50 tuổi họ bị các bạn phá vỡ cả cái tương lai của họ bằng cái bánh vẽ thiên đường ảo như vậy. Cái tự do ngôn luận là tôi đem đến cho người dân thôi. Cái tôi đang nói là tôi đang hèn nhát, tôi đang trốn tại cái căn phòng của tôi đem đến cho người dân. Nhưng mà tôi không dám đi ra Phước Lộc Thọ để nói, đúng không? Bạn phải biết phân biệt cái điều đó. Để tôi nói cho bạn nghe, tôi dạy bạn cái điều này, đúng không? Tôi lên trên này tôi cào phím, tôi nói. Nhưng mà tôi không dám đứng ra, tôi sống tại nước Mỹ mà tôi không dám đứng ra tôi nói. Tôi thích Việt Nam nhưng mà tôi không dám đứng ra tôi nói. Tại vì sao? Khi tôi nói nó sẽ tẩy chay tiệm của tôi. Khi tôi nói những thành phần ác ôn giống như các bạn sẽ làm tổn hại tôi. Các bạn quyên góp, các bạn không có tiền nhưng mà các bạn có thể quyên góp một người 5 đồng, 7 đồng, 10 đồng. 100 người sẽ dồn lại được 500-700 đô, 1000 đô cho mấy cái đứa mà hả, bất hảo trong xã hội, đúng không? Các bạn đã từng làm những cái việc đó đối với người bạn của tôi rồi. Đánh hả, cho những cái thành phần đó chùm bao bố, đưa cái người đó đi lên trên cái ngọn núi, đánh người ta gãy sống mũi. Bởi vì người ta vô tình, người ta nói là người ta đi về Việt Nam ăn đồ ăn và cho đến bây giờ họ không có bị nhiễm độc gì cả. Đó là cái tự do ngôn luận của họ, đúng không? Các bạn đang nói bậy xuyên tạc. Vậy thì con nấm nó không thích ông Trump, nó xuyên tạc điều gì hả? Bạn nói tôi nghe xem, hôm nay tôi chính thức binh con nấm luôn á, bạn Hoàng Nguyễn, đúng không? Tại vì nó là một nạn nhân, nó là một trong số nạn nhân của các bạn. Nó là một trong số nạn nhân của các bạn. Các bạn vẽ cái thiên đường quá đẹp để mà hại cuộc đời của người ta, để hại cả gia gia phả của người ta. Bây giờ người ta mang tiếng là hả, bất hiếu bất trung với đất nước. Các bạn hại cuộc đời của gia đình con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Các bạn hại cuộc đời của gia đình bà Bùi Kim Thành và những người đấu tranh dân chủ cùi khác.
Bây giờ những người đó bị người dân Việt Nam mình ghép cho họ cái tội là phản quốc, ghép cho họ cái tội là bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu, bất trung. Và họ qua đây, họ chứng kiến những cái gì mà các bạn vẽ nó không đúng sự thật. Tương lai của họ mất. Và họ chạnh lòng khi hướng về đất nước Việt Nam. Vậy thì các bạn có thấy tội ác của các bạn nằm ở điểm nào chưa? Vì sao tôi không dám ra mặt để mà nói cho đồng bào nghe? Đúng không? Bạn sai, tôi không có tự do ngôn luận. Nếu tôi có tự do ngôn luận thì tôi livestream, tôi phải ra mặt. Bạn sai hoàn toàn, Hoàng Nguyễn. Bạn nói tôi có tự do ngôn luận à? Bạn sai. Nếu tôi có tự do ngôn luận thì đồng đội của bạn không chửi tôi. Đúng không? Tôi nói những cái gì ở bên này, những cái bối cảnh xảy ra bên này, đó là sự thật. Các bạn đi làm, các bạn đóng thuế thu nhập cá nhân mỗi năm. Các bạn mua đất căn nhà, các bạn vẫn phải đóng thuế đất mỗi năm cho đến cả cuộc đời, đến khi chết, con cháu của các bạn cũng phải đóng thuế. Vì sao những cái điều tôi đem đến cho xã hội các bạn cho tôi là nó xạo, nó xấu nước Mỹ, rồi các bạn hăm he là sẽ giết tôi. Các bạn hăm he là sẽ tìm, nếu như tìm được tôi sẽ băm tôi ra trăm mảnh. Đúng không? Vậy tôi đâu có tự do ngôn luận đâu. Bạn Hoàng Nguyễn, bạn sai. Bạn sai hoàn toàn. Nếu tôi có tự do ngôn luận thì tôi dõng dạc tranh luận với các bạn ở ngoài ánh sáng ngay lập tức liền. Nhưng mà tôi không có, tôi không dám. Tại vì các bạn á, các bạn giống như một bầy sói vậy đó. Đúng không? Các bạn sẽ cào cấu, các bạn sẽ đập phá cái chén cơm của tôi. Các bạn đã từng đập phá bao nhiêu chén cơm của những người sống tại Mỹ rồi khi họ nói tốt về Việt Nam. Các bạn nói ở Việt Nam đồ ăn, thức ăn nhiễm độc, đừng có về Việt Nam. Cuối cùng khi những người kiều bào về Việt Nam, người ta ăn uống ở Việt Nam xong người ta qua, người ta không bị chết. Người ta nói sự thật. Người ta nói là tôi đi về Việt Nam 2 tháng trước đến giờ tôi vẫn còn sống đây, đồ ăn nhiễm độc ở đâu? Rồi các bạn chửi người ta. Vậy thì họ có tự do ngôn luận không?